Rồi bữa nay review cho anh em cái cách độ chế xe cái chống ngã trước nha anh em. Cái chống ngã trước nó vừa có tác dụng là nó chống ngã cho xe, mà đặc biệt là cái mục đích chính của mình là gắn vô để cho thằng nhóc lớp 1 hay anh em 7 tuổi thì nó để có chỗ gác chân nha. Tại vì cái dòng winner thì nó không có chỗ nào để gác chân hết đó, nên là sẽ làm cho nó cái chống đổ ngã trước đó. Thì anh chàng ngồi ở phía trước là gác chân bây giờ không còn mỏi nữa nha. Đấy. Thì bữa hổm bên mình đã làm cho anh em rất là nhiều video về cái chiếc Winner này. Thực sự là cái chiếc này không ngờ là có nhiều thứ để độ gì luôn á. Bữa hổm thì mình làm cho anh em là cái cách độ gắn cái cản GV ha. Đấy, độ lên là nhìn chiếc xe nó ngầu lên liền đó. Nó khác biệt hoàn toàn với những cái chiếc Winner khác đó, nhìn nó cực kỳ đẹp nha đó. Rồi bữa nay bên mình sẽ gắn cho chỉ cho anh em cái cách gắn cái chống ngã trước và độ luôn cho anh em cái cục sạc ha, sạc mà cổng BD luôn đó, rất là đẹp. Rồi còn đây là tổng quan của xe ha. Đó, thì đây là cái chống đổ nè. Thì muốn làm được cái này anh em phải tháo gần như là muốn hết cái dàn áo xe thì mình mới gắn được nha anh em. Chứ còn cái chống đổ sau thì nó lại rất là đơn giản, còn chống đổ trước này làm rất là cầu kỳ. Đó, làm gần nửa ngày trời của mình đó. Thì bữa trước mình đã có hướng dẫn anh em cái cách mà gắn cái đèn bi nè. Anh em nào không biết thì cứ bấm vô kênh của mình để coi lại cái video clip này nha. Rồi, dán cái đề mi nè, khá là đẹp ha. Đây cái chống chống ngã trước. Đó. Chống ngã sau. Đó, hai cục. Rồi bữa trước thì mình đã có hướng dẫn anh cách gắn cái cản GV rồi. Rồi còn đây là cái nắp cái cục sạc. Cái bản mình là bản thường không ABS nên là nó không có sạc, thì mình đã gắn cho anh em đây. Đó, hai cổng BD sạc nhanh và một cái cổng USB 3.0 nha anh em. À, đây là cái bản mà cao cấp ABS cũng không có cái được cái cổng BD này đâu. Cổng này anh em sạc nó rất là nhanh, dành cho những cái dòng máy điện thoại cao cấp như là iPhone 13, 14 rồi đó. Xài cái cổng sạc nhanh đó. Đó, cái này là không mình xài điện trực tiếp luôn nha, tức là tắt máy anh em vẫn sạc được bình thường đó. Và điện của nguồn điện cung cấp cho cái này thì nó sẽ độc lập, không ảnh hưởng tới điện của hệ thống điện xe, và có bảo cầu trì bảo vệ chống nước luôn đó. Thì chiếc Winner này thật sự phải nói là rất là nhiều thứ để độ anh em. Bữa hổm mình mới gắn cho anh em, mình mới độ lên cái Oppo nè. Anh em nào mình chơi Winner nên hai cái Oppo nha, nhìn nó khá là đẹp luôn. Đó. Còn cái bộ jean của nó thì màu đen thôi. Rồi mình có dán cái mâm nữa nè. Rồi đặc biệt là anh em nên thay cái thay thêm độ thêm cái bàn đạp phanh nha anh em. Đó. Còn cái này bánh trước nè, bánh trước thì dán vô cái phuộc. Đó. Rồi với lại cái mâm thì anh em nên mua cái mâm đen thì nó sẽ đẹp hơn là cái mâm vàng nha anh em. Rồi cái đèn hậu sau thì dán Rồi hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em một cái video clip về gắn cái chống đổ trước của Winner XV3 nha anh em. Cách gắn chống đổ trước của Winner XV3 thì cái chống đổ này thì gắn vô thì đúng như cái tên gọi của nó là để chống đổ, nhưng mà thật chất cái mục đích chính của mình á là để gắn vô là để cho thằng con trai 6 tuổi của mình nó ngồi ở phía trước nó có đồ gác chân. Tại vì cái phiên bản Winner X của mình nó thể thao quá nên là thằng bé nó ngồi á thì nó không có cái độ chỗ để nó gác chân, tại vì nó 6 tuổi rồi. Nếu mà anh em nào mà có con nhỏ, nếu mà tầm 2-3 tuổi thì ok, chứ còn mà trên 3 tuổi thì thứ nhất là để chỗ này thì nó rất là túm chân, nó không chịu để đâu. Thứ hai là để chỗ này thì cái máu nó qua gà quá là ít. Còn nếu mà nó hột vô đây, nó để vô đây thì nó lại ngay chăn cái cục máy. Nếu mà chạy lâu nó rất là nóng, thằng nhỏ cũng không chịu. Thì bắt buộc là bên mình sẽ làm một cái chống đổ trước. Thì nó vừa có tác dụng là chống đổ và nó có cái cây ga thì để gác chân luôn. Thì video này mà mục đích là mình sẽ làm như vậy. Và cái thứ hai nữa đó là cái phiên bản này là phiên bản thường, không phải là ABS, do đó là nó sẽ không có cái chỗ sạc điện thoại. Thì mình đã mua luôn cái tẩu sạc ha, thì mình sẽ chỉ cho anh em cái cách gắn luôn. Đó, cái tẩu sạc này thì do là mình xài iPhone á nên là mình sẽ mua cái cổng là BD, hai cổng BD luôn, tức là cổng Type-C đó để cho nó sạc nhanh. Còn phía trên này là vẫn có cái cổng USB luôn. Ở đây ba cổng. Nếu mà anh em nào xài điện thoại Samsung thì anh em có thể xài cái cổng, tăng cái số cổng USB lên nha, rồi giảm cái cổng BD lại. Nhưng mà thường các điện thoại đời mới hiện nay thì đa số đều xài cái cổng BD này, nó nhỏ gọn mà nó sạc nhanh nữa. Đó, thì đây là cái tẩu sạc nè. Rồi thì để làm được gắn được cái này đó thì bắt buộc là mình phải tháo gần như là hết cái dàn áo của chiếc xe luôn. Thì bên mình mới làm được. Thứ nhất là tháo cái dàn áo màu đỏ nè, rồi tháo với ốp ở sau nè, rồi tháo ba ga, tháo yên, rồi tháo nguyên cái mặt ở phía trước. Gần như là chỉ còn có cái dè là không tháo thôi nha anh em, còn cái đầu máy là cái phần đầu là không tháo thôi. Thì bữa trước bên mình đã làm cho anh em một cái video clip về cái gắn cái cản
cái cản của Givi thì hiện nay là sử dụng khá là ok nha. Cái này nữa mình sẽ làm riêng một cái clip review về cái cảm nhận khi sử dụng cái cản này. Rồi, một video clip mình đã làm đó là hướng dẫn cho anh em cái cách gắn cái đèn bi ở dưới này ha, đèn bi Kenzo X100 phiên bản V3 luôn. Để sử dụng khá là ok nha anh em, rất là đẹp. Đó. Rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo dàn áo mình quay cho anh em ha. Rồi đây là mình mới gỡ ra được cái đầu tiên nha anh em. Thì phải trả giá đắt bằng cái là mới gãy một cái ngàm nha. Đây do chưa có kinh nghiệm tách ra. Đây. Thì nó mới gãy cái ngàm, mình mới xài keo mình dán cái ngàm này lại. Do mình cậy mạnh tay quá. Và mình sau khi mà mình cậy xong mình đã rút ra được một kinh nghiệm là khi mà anh em tách cái này ra đó thì anh em nên mua cái này nè. Cái này của xe ô tô quá anh em. Mấy cái lẫy nhựa này nè. Anh em nại nhẹ ra cái nào nó ra, mình khỏi cần phải dùng cái tay. Tại vì cái tay mình nó to quá, nhiều khi cái lực nó mạnh đó, nó sẽ gây là gãy cái ngàm này. Khi mà mình lấy cái cây này mình nại ra nhẹ ra là nó ra liền ha. Rất là nhẹ nhàng luôn. Do đó anh em có thể lên đặt trên mạng á, nếu mà anh em muốn làm, hoặc là anh em có thể tự chế một cái miếng nhựa giống vậy nè. Cái này ở trên xe ô tô nha anh em, để người ta tách mấy cái táp lô á, để cho nó đừng có chạy xước nhựa đó. Xài rất là hiệu quả luôn nha. Cái này rất là rẻ, từng mười mấy ngàn thôi. Đó. Rồi đây là mình đã tách xong một ốp nè. Thì anh em xài xong á, tách xong anh em nên để cái bàn gì để mình xử lý cho nó dễ ha. Rồi sau đó là mình sẽ tiếp tục mình tháo cái mặt bên kia, rồi tháo qua cái ốp bên đây.
năm nữa nha anh em. Lần này thì có kinh nghiệm hơn nha, nên là gỡ khá là nhanh. Rồi bước tiếp theo thì để gỡ được cái này bắt buộc mình phải gỡ cái yên và cái ba ga và cái mặt ốp ở phía sau này nha nè. Đó, nó khá là cực. Sẽ tiếp tục làm. Nhưng mà cái phía sau bữa hôm mình đã gắn cái ba ga rồi nên là mình đã có kinh nghiệm rồi nha nè. Okay,
Rồi do là mình làm luôn cái cục sạc đây nên là bắt buộc phải tháo luôn bên kia nha anh em. Mình tháo luôn cái mặt bên kia thì cũng tương tự thôi ha. Đây anh em sẽ thấy cái sự lợi hại của cái cây này nè. Tắt nhẹ ra thôi. Nó khỏi cần phải dùng tay mình nó to lắm. Đó. Nó rất là nhanh, đó. Mà nó không có sợ gãy nhẹ. Đó, nhẹ nhàng anh em thấy không? Rồi làm lai gai thì tháo tới đây thì tầm khoảng 20 phút nha anh em. Đó là mình làm vừa mò đó. Còn nếu mà anh em quen tay có thể nhanh hơn. Rồi bắt đầu mình sẽ tháo tiếp cái màng này nha. Đi qua bên đối diện ha. Đó tiếp tục. Em. Lấy giùm anh giúp cũng không ha. Thank you.
ok anh em. Rồi vậy là mình đã tháo cái này ra rồi nha anh em. Đó. Này chỉ rút ra thôi. Nó chỉ có hai cái bát thôi, thì đây là dây. Do là cái bản mình là bản thường, không có ABS nên là nó sẽ không có cái sạc điện thoại. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tháo cái này ra để mình gắn cái sạc điện thoại vô ha. Đó, đây là tổng quan của xe nè. Ok chưa? Đóng luôn. Đây, mình sẽ gắn cái sạc điện thoại trước khi mà làm cái chống đổ nha. Này anh em khoét từ từ ha. Từ từ cho nó rộng ra. Mình sẽ trung thành với cái mũi khoan này. Khoan này nó sẽ khoan tầng. Và hết cái lỗ này luôn cũng chưa chưa gì. Chưa vừa đâu anh em, nó bự lắm. Đó, mình đã khoét được cái lỗ bị lớn rồi, nhưng mà mình phải làm từ từ cho nó đều, cho nó đẹp nha. Rồi ok anh em ha, sau một hồi đục khoét khoét thì mình đã khoét một cái lỗ, nói chung là nhìn cũng ok nha. Đây nhét vô là vừa luôn. Đó, ok chưa? Rồi mình sẽ có cái găng ở đây mình dặn lại siết lại thôi. Thì để cắt khoan được cái lỗ này á, đầu tiên là anh em phải xài nhiều loại. Tốt nhất là anh em nên mua cái lỗ khoan tầng này nè, nhưng mà lỗ khoan tầng này của mình nó nhỏ quá, anh em nên mua cái loại mà bự hơn nữa. Ha. Còn cái đường kính của nó thì em nghĩ là tầm đây đường kính cái tầm 30 nha, 30 là anh em khoan vừa. Đây cái này nè. Đó, còn em thì em xài đâu rồi, cái này nãy 27 hay gì vậy. Đây. Cái này là cái mũi khoan gạch đó anh em, khoan gạch giấy vô từ từ. Nó hơi chợt nhưng mà vô được thì nó lại rất là đẹp. Rồi mình nông cái mình nó ra chút xíu xong mình chà nhám lại là đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn vô. Rồi sau khi làm cái sạc xong thì mình bỏ qua đây ha, mình sẽ chuyển qua làm cái chống đổ trước. Trong đầu trước thì anh em nhớ nhét là mua cái loại của V3 nha. Anh em mua cái loại V2 là gắn nó hình như là nó ngược mà chấu đó. Thì để gắn cái này thì anh em đè cái ống nước xuống nha. Anh cho nó nằm ở trên cái ống nước nha. Rồi sau đó là cái này mình bắt vô. Thì ở đây nhà sản xuất người ta sẽ tặng cho anh em một cái bát nè. Anh em lấy cái phe này anh em gài vô. Đây cái bát này nè.
anh em sẽ gài lên để nó có cái con ốc ở phía trong này mình mới gắn được. Còn phía dưới này mình xài cái con tán đưa vô ha. Đấy, rồi. Rồi đây là cái gắn sống nè anh em. Ha, có một số anh em chỉ là tháo cái cục gờ le này ra mà mình thấy nó cũng không có cắn lắm nên là mình để luôn ha. Ở đây bắt con ốc này vô, bắt con ốc này vô, ốc này phía chèn vô một con tán nha. Một con tán phía sau nó giữ lại rồi mình bắt cá thôi, nói chung là bắt cá thôi. Nó sẽ hơi chèn ép cái ống nước này chút xíu nha. Đấy. Nó sẽ hơi đẩy cái ống nước chút xíu nhưng mà mình thấy nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Đó, nhưng mà gắn vô nhìn xe kiểu giống như nó cứng cáp lên ha. Rồi tương tự mình sẽ làm cái mặt bên đây ha. Đây. Đầu tiên là mình sẽ gắn cái này vô trước nha. Rồi cái khúc này thì nó hơi khó chút xíu nha anh em. Là thứ nhất á, anh em phải lấy cây kìm á, anh em bẻ cái này ra cho hai cái dây côn với lại cái dây dây này là dây mình chế cái đèn bi thôi, dây điện 12V bẻ ra. Nói chung là nó nằm gì nè. Đó, nói chung là anh em phải bẻ cho cái cây sắt này nó hẳn ra gì anh em mới đưa vô được nha, nó sát lắm. Đó, rồi cái ống này nó sẽ nằm sau cái cây đỏ, cái côn nó sẽ nằm trước cái dây này ha. Rồi lòn lên đây, cái dây này anh em chú ý là cái này nó phải nằm ở thằng này, nó phải nằm trước hai này nha. Rồi lên tới đây là cái gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ bo lại. Nói chung là mình chưa có kinh nghiệm làm á anh em, nên là mình làm phải từ từ và nó tốn thời gian, nó lâu hơn. Còn nếu mà mình làm một hai lần rồi thì đơn giản, thì nó đã có kinh nghiệm rồi, nó sẽ ra khá là nhanh ha. Do mình kim mà lông đàn hơi nhiều nên là so với bộ ghim nó sẽ bị thiếu lông đàn nha anh em. Để anh em kim vô. Đó. Nói chung là kim lông đàn nhiều thì tốt thôi. Ảnh hưởng gì không nghe nè.
cứng ha. Cứng lại nha. Rồi mình đã gắn xong nha anh em, tại vì gấp quá chiều có công chuyện nữa nên là không có quay chi tiết cho anh em được, nhưng mà giới thiệu sơ qua cho anh em ha. Đây là mình đã câu rồi nè, này nó sẽ cháy 24/24 luôn đó. Điện này thì mình định là mình đi sau ổ khóa, tức là mở công tắc lên thì mới sạc được, nhưng mà suy đi tính lại thì thôi mình chơi trực tiếp luôn, tại vì nó sẽ để xài chung cái nguồn điện chung với cái thằng bình này nè. Thằng bình này cấp đèn cho cái thằng này nè, tức là nguồn điện độc lập anh em, không có dính quang dính dáng gì tới hệ thống điện của xe hết, nên là sau này mình cũng dễ xử lý. Thì cái thằng đèn này với lại cái thằng sạc này đó, nó sẽ chịu sự kiểm soát của cái cầu chì này ha, tức là cái cầu chì này nó sẽ lấy điện từ cái cực dương qua đây, qua cầu chì đi theo cái dây điện này, tức là mình sẽ lấy cái nguồn từ cái dây điện này, mà dây điện này là dây điện nguồn chính để cấp cho cái đèn bi nè anh em ha. Thì mình sẽ lấy qua, mình xài qua cái sạc này luôn đó. Thì vậy thì nó đơn giản, chứ còn mà đi câu lên trên này lấy hệ thống sau khóa nữa thì khó quá, nên là thôi mình chơi vậy luôn cho nó nhanh ha.
đấy, tại vì dù gì thì nó cũng được kiểm soát dưới cái cầu chì và nó độc lập so với hệ thống điện của xe, sau này mình xử lý gì nó cũng dễ hết. Rồi bây giờ mình chỉ việc là mình gáp vô thôi ha.
Cảm ơn anh em. Rồi, tới đây.